Đó,
mang một đấy là hôm qua từ hôm qua đau
để mua máy soi mặt nó là sẽ để mua máy soi mặt bây giờ là em làm công việc đúng không, em muốn thẩm định là em phải tìm bây giờ tầng nguyên bắt đầu học tầng nguyên đó, học tầng nguyên thẩm định các thứ rồi nó mới là nhìn về cái biển không sao mà rồi gì trong vui gì rồi trong vui là tổ chức chỉ trả tiền là bồi thường nè. Thank you.
tao không mày lấy giá như tiền đấy. Tao không nhớ thôi mà chắc gì mà khi khơi nghiệp con gái ngồi này. Hãy